Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với Vlog Mia. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm về một cái chủ đề như mình ở trên màn hình là Multi-Label Classification nha. Một cái bài toán phân loại nhưng mà mỗi cái điểm dữ liệu có thể có nhiều nhãn khác nhau. Rồi, bắt đầu nha. Ok, thì các bạn có thể mới bắt đầu khi nghe bài này thì sẽ có một đôi chút confused là cái classification mà có nhiều nhãn là mình làm rồi mà đó, làm nhiều rồi mà đó, nhưng mà thực ra là nó có khác nhau một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng bước một xem nó là cái gì, nó khác như thế nào với bài toán trước đây và cách chúng ta xử lý như thế nào nhé. Thì đây, bạn nhìn màn hình này, đó là chúng ta có các bài toán mà chúng ta đã từng làm, đúng không? Đầu tiên là bài toán gì nhỉ? Binary classification, đúng không? Boston. Ok, đó, binary. Đó. Binary là bài toán mà chúng ta thấy là chúng ta làm rất là nhiều. Bài toán nhị phân. Nhị phân. Rồi, đó. Đây, nhị phân đây. Đó. Thì bài toán này đơn giản, chúng ta phân 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 loại mà chúng ta có hai lớp. Ví dụ như chúng ta làm bài toán phân loại mà chỉ có chó và mèo, đúng không? Thì đó là chúng ta chỉ có nhị phân, một là chó, hai là mèo. Đấy, và thường thường thì cái này thì cái lớp nếu chúng ta làm mạng neuron thì cái lớp dense cuối cùng của chúng ta ấy, thường là chỉ có một nốt thôi. Đó, vì chúng ta không output hai nốt thì phí ra. Vì output một nốt, hai nốt thì một nốt không thì một nốt kia sẽ là một. Là một nốt này một thì nốt kia là không. Nên chúng ta quy về chỉ một nốt thôi và chúng ta output ra là trong khoảng từ 0 đến 1 và thường dùng hàm sigmoid. Đó, trường hợp thứ hai là đấy là một binary nhé. Trường hợp thứ hai là multi class, có nghĩa là nhiều nhiều lớp. Ví dụ như chúng ta làm bài toán phân loại các loại hoa, có hoa hồng, hoa lan, hoa huệ, hoa súng, hoa sen, vân vân, năm lớp thì chúng ta có 5 lớp. Tuy nhiên một loại hoa chúng ta đưa vào hình ảnh nhé, hình ảnh input là một hình ung hoa, như vậy thì đầu ra của nó sẽ chỉ thuộc một trong những cái loại hoa kia thôi, không thể nào mà một cái ảnh mà ở đây chúng ta ví dụ bài toán là chỉ đơn giản là trong cái ảnh chỉ có một ung hoa nhé, đó thì chúng ta output đầu ra sẽ là một trong năm cái lớp là hoa hồng, hoa lan, hoa huệ, hoa súng, hoa sen, một trong cái lớp đấy thì đó là multi class. Nhưng mà ở đây có chữ pick one, có nghĩa đầu ra chỉ có một class được chọn thôi. Đó. Nhưng một cái bài toán hôm nay chúng ta tìm hiểu là bài toán multi-label. Đó. Multi-label và là pick all applicable, là chúng ta sẽ chọn tất cả những cái lớp mà nó có thể chọn được. Ví dụ như chúng ta đưa vào một cái ảnh nha. Trên đó có một cái ảnh và hoặc là một bộ phim đi, đưa vào bộ phim. Đó, đưa vào bộ phim. Và đầu ra của chúng ta phải là các cái thuộc tính của bộ phim đó. Thì ví dụ một bộ phim bạn xem có thể vừa là phim hài, vừa là phim gọi là gì nhỉ? Ví dụ khác đi, ví dụ một cái phim hành động đi nhá, thì nó vừa hành động, nó vừa viễn tưởng, nó lại vừa rùng rợn. Đó, thì nó có 3 class đúng không? Thì khi đưa bộ phim vào chúng ta phải chọn được đúng 3 class đó. Đó, hoặc là một cái ảnh trên đó có một cái cây ở trên một sa mạc, có một dòng 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 suối chảy qua. Đó. Thế thì chúng ta phải đầu ra phải là gì? Có suối, có sa mạc, có cây. Đó, chúng ta phải chọn tất cả những cái lớp mà nó có ở trong cái bức tranh đó. Đúng chưa? Thì cái loại bài toán đó là bài toán mà chúng ta phải chọn đầu ra là multi-label. Có nghĩa là một cái điểm dữ liệu có thể thuộc về nhiều nhãn gắn cho nó. Đó, đó thì đó là về so sánh nhanh giữa ba bài toán binary classification, multi-class classification và multi-label classification để các bạn nắm được nó khác nhau như nào nhé. Đây thì ví dụ thêm một chút nữa này, là multi-class là nhiều lớp nhưng mà chỉ có một lớp được output ở cùng một thời điểm thôi. Ví dụ đưa vào ảnh chó mèo chỉ có chó hoặc mèo thôi, đưa vào ảnh hoa thì chỉ đầu ra chỉ là hoa sen, hoa súng, hoa lan, hoa huệ thôi, một trong các cái class đó. Nhưng multi label thì là can have multi output đó, at once. Đó, đưa một cái ảnh
Đó, trên cái ảnh nó có cây đưa bộ phim thì sẽ đưa ra một nhãn là rùng rợn, một nhãn là hành động, một nhãn là gọi là viễn tưởng vân vân. Đó thì là khác nhau giữa multi class và multi label, được chưa? Thế một ví dụ cho các bạn rõ này, ví dụ như bên trái này, bên trái này đúng chưa, thì bạn thấy là gì, multi class thì có đây có ba class là cam, xoài, nho. Thế thì chúng ta output chỉ là một trong ba cái lớp này thôi. Ví dụ như cam là 100, đó, hai cái xoài và nho là 0, cam là một. Với quả xoài thì cam và nho là 0 và xoài là một. Với cái quả nho thì 001 có nghĩa là 0 cam, 0 xoài và một nho. Được chưa? Nhưng multi label chẳng hạn thì với một cái ảnh này thì sẽ có cả xoài và có cả cam, như vậy là 110. Ảnh này có cả nho và cả xoài, 011. Ảnh này có cả ba quả, vậy thì 111. Đó, thì nó khác nhau về cái bài toán cũng như khác nhau về cái output của chúng ta. Được chưa? Rồi, tiếp này. Đây, ví dụ như mình nói phim đây. Một bộ phim đưa vào sẽ có thể có nhãn là rùng rợn, hành động, khoa học viễn tưởng và western phương Tây, đúng chưa? Thì rõ ràng là một bộ phim hoàn toàn có thể đồng thời là vừa là phim hành động, vừa là phim rùng rợn, vừa là phim khoa học viễn tưởng và vừa là phim western, đúng không? Đây, ví dụ bài của cái phim là phim Doctor Strange, thì rõ ràng bạn thấy là cái thể loại của nó là gì, là action này, adventure này và fantasy, đúng chưa? Nó bao gồm cả ba cái class đó, và chúng ta phải output ra ba class đó, chứ chúng ta không chỉ một class như là bài toán chó mèo ta phải làm trước đây, được chưa? Rồi thì người cũng vậy, ví dụ chúng ta đưa vào ví dụ bài toán đi, ta đưa một người mặc trang phục như này thì qua một cái model multi label có thể ra được là có mũ, có áo khoác, áo t-shirt, hoặc một người như này thì chỉ ra là quần jean thôi. Tất nhiên là có thể nếu ông đội mũ và sẽ ra lớp mũ, nếu ông ấy quấn khăn thì ra lớp scrap. Đó. Này thì tùy vào và scrap, tùy vào cái ảnh đầu vào của chúng ta, được chưa? Rồi thì về handle cái bài toán multi label classification thì cũng sẽ có hai loại, giống như là chúng ta làm bài toán trước thông thường, bao giờ cũng có phân là có cái thuật toán machine learning cơ bản và truyền thống nhé, và bên phải là chúng ta áp dụng các cái neural network, đúng không, để chúng ta mạng neuron để nó xử lý. Đó thì hôm nay chúng ta sẽ đi sơ lược qua để hai cái phạm trù này. Và mình cũng không có tham vọng là trong một cái slide, trong một cái clip mà có thể nói được toàn bộ chi tiết về tất cả những cái này nhá. Tất cả những bài của mình đều mang tính chất gợi mở để các bạn nắm được là nó có một cái thứ như thế, và sau đó các bạn Google để các bạn search thêm nhá. Mình phải nói như vậy vì một số bạn có comment nói rằng các clip của Mi AI nó cơ bản quá, nó basic quá. Thì đúng, đó là ý đồ của mình. Mình làm những thứ basic cơ bản để làm nền tảng cho các bạn mới học, các bạn có một cái base, các bạn đứng lên đó và các bạn search đó. Chứ còn nếu mà mình làm cái gì mình cũng chuyên sâu, mình cũng đi chi tiết thì nhất là nó sẽ rất mất thời gian của các bạn, vì nó sẽ phải đi rất là dài nhiều bài, và thứ hai là mình đâu có siêu như vậy nhá. Ok, mình chỉ biết gì mình chia sẻ như vậy thôi nhá. Cảm ơn các bạn. Rồi, mình đi tiếp nào. Đây thì về cái hướng mà các cái thuật toán ML cơ bản thì nó có hai dạng là problem transformation và adapted algorithm. Thì về mình nói chi tiết một chút thì là problem transformation là họ chuyển đổi các bài toán multi label classification về cái dạng là nhiều bài toán multi classification nhé. Họ chuyển từ bài toán multi label về multi class, nhiều bài toán class. Còn adapted algorithm là những cái bài thuật toán mà họ đã cải tiến để nó chạy được với multi label. Rồi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp đi. Đi về bài toán về cái nhánh là problem transformation trước. Thì đầu tiên phải kể thuật toán là binary relevance. Đó. Thì mình cũng không biết dịch cái tiếng Việt là gì, nhưng đại khái thuật toán như sau. Là họ đây, ví dụ mình có một bài toán đầu vào như này, mình bật brush tool nữa nhé. Rồi, ok,
Đó, thì ví dụ bài toán đầu vào là như này, đúng không? Chúng ta có các feature đầu vào là cột x, y đây. Có 5 cái feature đầu vào. Và với mỗi cái feature đó, có 5 cái điểm dữ liệu đầu vào, mình để nói feature. 5 dữ liệu đầu vào là x tới 1 đến 5, đúng chưa? Và chúng ta sẽ phải dự đoán cái label đầu ra cho cái từng điểm dữ liệu đó. Đó. Ví dụ đến lợi x1 thì sẽ có là 0110, có nghĩa là class cái label i2, i3 là bằng 1. Label i1, i4 là bằng 0. Và tương tự như vậy, x2, x3, x4, x5. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chia ra thành 4 cái bài toán gọi là binary classification. Đây. Ví dụ như bài toán 1 là chúng ta chỉ đưa vào điểm ảnh x và dự đoán ra y1 bằng 0 bằng 1 bằng 1 0 1 thôi. Được chưa? Với cái rồi, đấy, như vậy mình nói lại nhé, là với bài toán đầu tiên là đưa vào xy và dự đoán ra y1 và chỉ có 0 bằng 1 thôi. Bài toán thứ hai là đưa vào xy, dự đoán ra y2, vậy tương tự cũng chỉ có 0 1 thôi. Thì là bài toán binary classification quen thuộc. Đưa vào x giữa y3 và x y4, đó ra 4 bài toán như vậy, được chưa? Sau đó là họ ghép vào thành một kết quả bài toán tổng thể là xong. Đó. Chi tiết về cái này thì mình có để link ở dưới nhé, các bạn đọc chi tiết để hiểu là vì nó làm cụ thể như nào. Ở đây mình không tìm hiểu cụ thể, lý do là mình đã có một cái hàm nó làm sẵn cho mình rồi, mình không phải làm nữa nhé. OK, tiếp đến thứ hai, một trong cái đống problem transformation đó là classifier chain, dịch thô là chuỗi phân loại. Đó, thì đầu tiên là nó dùng XY để nó phân loại đến từ bài toán gốc đấy nhé, bài toán gốc là này nhé. Đó, thì nó dùng XY để nó dự đoán y1, sau đó nó dùng XY và y1, nó trên bài toán thứ hai là dùng XY1 và dự đoán y2, dùng XY y1, y2 để dự đoán y3, dùng xy, y1, y2, y3 để dự đoán y4. Tất cả đều là bài toán binary classification. Bạn để ý không? Đầu vào là một số cái tham số feature và đầu ra là 0, 1. Đó. Thì nó quy vào các bài toán binary classification quen thuộc của chúng ta rồi. Đó. Thì đó là một cách mà chúng ta cũng có một cái thư viện để chúng ta dùng. Đó. Ở mì là như vậy nhé bạn nhé, ở mì là mình không đi vào sâu vào toán mà mình sẽ dùng cái thư viện. Nhưng nếu bạn biết là à nó có một cái thứ như thế, bạn sẽ Google, bạn sẽ tìm hiểu sâu xem cái thuật toán cụ thể bên trong của nó như thế nào. Đó. OK, chứ nếu ngay lập tức chúng ta đi vào sâu vào toán rồi một loạt các công thức lòng ngoằng thì thật sự là mình cũng không thể nào mà đi sâu như thế được, và các bạn cũng sẽ bị rối khi mà tìm hiểu. OK, rồi một cái toán thứ ba trong cái khía cạnh là problem transformation đó là label power set. Thì bạn thấy là ở đây là chúng ta nhìn cái màu này biết này, từ bài toán gốc của chúng ta là như này, thì thấy rằng gì, x1 và x4 là chung một cái đầu ra giống nhau, đúng chưa? Ta quy vào đó là một cái biến y là số 1, được chưa? X2 và x3 và x6 có cùng đầu ra, ta quy vào ấy là số 3. Được chưa? Đây, x3, x6 đều ra bút là 3. X2 và x5 còn lại hai cái số nữa ta cho là 2 và 4. Được chưa? Vậy chung quy lại là sẽ quy từ cái này bảng này thành là đầu vào vẫn là x, đầu ra là một cái y 1 phẩy ở đó mà sẽ là có đếm từ 1 2 3 4. Rồi, 1 2 4 đây. 1 2 4. Được chưa? Có x1 và x4 là cùng giống output nhau thì đều là giá số 1 đây. Chưa? X2 và x5 x3 và x6 cùng output là số 3 đây. Rồi, còn lại là ông x2 và x5 thì là số 2 và số 4 vì nó không giống nhau. Đó, thì chúng ta lại thấy gì? Chúng ta lại quy từ bài toán này multi-label về multi-class classification, đúng không? Đầu ra chúng ta sẽ là thuộc một trong 4 class đó, và ta đã giải như bình thường thôi đó. OK chưa? Rồi, đến một phần nửa thứ hai,
là adapted algorithm thì bạn thấy là gì? Adapted algorithm, algorithm là thuật toán, adapted kiểu như thích nghi rồi thì gì đó, một cái từ nó mang tính chất là thích nghi tiến hóa để phù hợp với cái môi trường đó. Đó thì ở đây họ là sẽ gọi là phát minh ra các thuật toán để chạy được với multi label một cách native. Đó, thì mình ở đây mình sẽ chỉ ví dụ đến cái bài toán là thuật toán là ML KNN thôi nhé. Còn rất nhiều các cái bài thuật toán khác thì các bạn phải tìm hiểu đây. Các bạn chỉ cần gõ là ski kit multi label. Đó, đấy, đây. Ski kit multi label classification sẽ có rất nhiều các cái cho bạn tham khảo ở đây, phần là classification đây. Đó, rất nhiều nhá, bạn thấy không? Đó, rồi. Đây, ML KNN, ML TSVN rồi ML LaRAM rồi đó, và mấy cái thuật toán mình vừa nói này. Binary này, Clustering Chain, Power Set này. Đó, thì trong cái thư viện này đều có và bạn có thể cài cắm và bạn dùng được nhé, không vấn đề gì cả. Đó, thì bạn nào muốn tìm hiểu thêm cứ lên cái trang Scikit-ML xong rồi lên Model Selection, nó vào cái phần mà Scikit Multilearn này, này. Đó, thì sẽ có nhiều thông tin cho bạn tìm hiểu trên này. Còn trong bài này mình sẽ chỉ làm với một thuật toán là thuật toán ML KNN thôi. Ok. ML chắc là multi-label đó, KNN. Rồi, thì đó là mình đã đi hết cái khía cạnh bên tay trái là cái traditional algorithm đúng không? Traditional. Bây giờ mình sẽ đi vào bên tay phải. Được chưa? Thì bên tay phải thì đây, bạn thấy không? Đây là một cái bài toán phân loại quen thuộc chúng ta thường làm ở trên Mi AI rồi, đúng không? Ở đây là chúng ta có gì? Chúng ta có các cái input đầu vào, output đầu ra, đúng không? Ở đây thì có mấy output? 1, 2, 3, 4 output đầu ra. Và chúng ta sẽ dùng hàm softmax. Đó, để chúng ta output ra 4 cái probability P1, P2, P3, P4. Và bạn nào còn nhớ hàm softmax thì P1, P2, P3, P4 cộng với nhau sẽ bằng luôn bằng 1. Và chúng ta sẽ chọn ra một cái P nào trong bốn cái P này mà lớn nhất thì ta lấy đó làm output là tương ứng với lớp đó. Ví dụ ở đây P1 là gì? Hoa hồng, hoa sen, hoa huệ, hoa đào. Đó. Thế thì nếu như hoa P1 mà lớn nhất thì đây là hoa hồng. Đó, còn P4 mà lớn nhất thì là hoa đào. Đó, đây là bài toán multi class classification. Output chúng ta chỉ lấy một giá trị max và chúng ta lấy giá trị lớn nhất để chúng ta output làm cái nhãn của cái output, được chưa? Vậy thì với bài toán multi label đó thì chúng ta thấy là chỉ cần sửa cái hàm softmax thành hàm sigmoid và nó vẫn output ra chờ tí nhá. Nó vẫn output ra cái gì nhỉ? Bốn cái số ở đây. Đó. Tuy nhiên tổng của bốn số này không bằng một, mà ở đây thì mỗi cái số này sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Đó, và chúng ta có thể làm một cái ngưỡng là lớn hơn 0,5 thì là 1 là và nhỏ hơn 0,5 là 0. Đó, tùy chúng ta làm cái ngưỡng. Nhưng tóm lại là những việc hai việc chúng ta chỉnh sửa và chỉnh sửa cái mạng để chúng ta làm được bài toán multi label là chúng ta chuyển từ hàm softmax sang sigmoid và chúng ta sẽ tính toán ở trên các output này để chúng ta biết được là cái dự đoán của chúng ta nó có đúng hay sai và nó đạt được hiệu quả tốt hay không tốt nhé. Rồi thì khi gặp một bài toán thì chúng ta phải tìm hiểu về cách chúng ta đánh giá bài toán evaluation. Thì ở đây có hai cái đánh giá chính, nhất là exact match ratio, tỷ lệ gì match toàn phần là tương đồng mà một cách chính xác. Có nghĩa là cái ví dụ như này, ví dụ ở đây, ví dụ đi, chúng ta thấy là gì, ví dụ một cái là đơn giản nhỉ, đây, ví dụ chúng ta cái ePress nhé, eChu đi, eChu của chúng ta, được chưa, là gì, là một một
0 1 đúng chưa? Đó, đây là y true, nghĩa là cái giá trị ground truth của nó. Còn thứ hai là y press là giá trị chúng ta sẽ dự đoán ra. Đó, ví dụ chúng ta dự đoán là 1 0 0 1 đúng không? Thì rõ ràng là đây chúng ta nhận thấy gì? Là cái y press chúng ta không giống với y true. Và nếu chúng ta dùng cái hàm chúng ta evaluate bằng cái chỉ số là MR, extract mass ratio, thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là gì, là y chu không bằng y press đúng không, khác nhau này, khác nhau số 1 này, không bằng. Mà không bằng thì sẽ không được tính vào là đúng mà sẽ coi là dự đoán sai được chưa? Đó thì rõ ràng là chúng ta thấy là gì, với ví dụ như ở đây là lớp y chu là 10101, có nghĩa là rùng rợn, hành động, viễn tưởng, Western đó. Và chúng ta dự đoán ra là gì? Hành động viễn tưởng là không, hành động rùng rợn là không, viễn tưởng là không và Western là một. Thì rõ ràng chúng ta nếu chúng ta dùng cái extract match ratio thì là cái dự đoán này bị sai. Nhưng nếu như ở mắt góc nhìn con người của chúng ta nhìn vào thì rõ ràng là nếu đánh giá sai hoàn toàn thì nó hơi bị thiệt thòi cho mô đồ đúng không? Mô đồ chúng ta dự đoán được khá là chuẩn, nó thiếu một cái đoạn này thôi đúng không, chứ nó không dự đoán sai hoàn toàn đó. Vậy chúng ta phải dùng đến cái tham số thứ hai là cái accuracy, và chúng ta dùng cái Hamming score đó. Hamming score thì nó sẽ dùng giữa công thức ở đây, công thức cụ thể ở đây, nhưng tóm lại mình không giải thích cho công thức, mình giải thích là gì, tính được gọi là mô đồ dự đoán được cái nào đúng thì mình tính cho nó cái đấy. Nhanh chưa, đỡ phải nghiên cứu công thức này rất là nhằng. Ví dụ ở đây là mô đồ chúng ta dự đoán được một cái đúng, hai cái đúng, ba cái đúng, thế thì nó phải được, nếu mà dự cho nó sai nó không điểm được chưa, nhưng thực ra nó được ba cái đúng trên 4, 0,75 điểm chưa. Và cứ ta dùng cái accuracy tính theo công thức này để chúng ta sẽ gọi là gì nhỉ, dùng cái accuracy tính này để chúng ta đo lường cái mô đồ của chúng ta về cái sự tính chính xác của nó, được chưa nhá. Ở đây mình nhắc lại một chút về cái accuracy, nó được tính theo Hamming score đó. Là gì, là chúng ta không cứ thông thường thì mô đồ chúng ta dự đoán sai một phát là chúng ta cho nó sai, ví dụ đây sai một số 0 này là sai hết bằng 0. Nhưng với Hamming score thì chúng ta mô đồ dự đoán một cái này sai nhưng ba cái còn lại đúng, chúng ta vẫn cho nó 0,75 chứ không không điểm đó. Rồi ok, mình tìm hiểu một chút nữa thôi, chứ còn chút nữa thì chúng ta sẽ có hàm để chúng ta xử lý. Ok rồi, vẫn như thường lệ chúng ta sẽ đi qua một chút lý thuyết như vậy thôi, còn lại mình sẽ đi vào phần hands-on được chưa. Bắt đầu hands-on nhá. Ok đây thì mình hôm nay mình hands-on, mình có một cái máy, may quá mình kiếm được một cái máy chủ Nvidia SMI khá là xịn để phụ các bạn, thấy không? Đây chúng ta có hai cái con Tesla 100 nó chạy không xong, khá là ổn đó. Để mình stop bớt những cái đang run lên đi nha. Ok. Rồi. Ok, thì chúng ta sẽ đi làm từng tí một của từng cái bài toán đúng không? Đầu tiên là chúng ta phải cài cái thư viện mà mình vừa nói là pip install install skikit mantilearn. Đó chính là thư viện để chúng ta hỗ trợ cái việc chạy cái multilabel đó. Thì mình cài rồi nên nó báo là requirement already certified, và nếu mà bạn chưa cài là sẽ cài đặt xong. Rồi bây giờ mình sẽ làm việc đầu tiên là chúng ta sẽ import NumPy đi. Đó, này thì sẽ dùng nhiều NumPy import. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra dữ liệu
ngẫu nhiên để chúng ta thử các thuật toán truyền thống như là binary relevance, như là rồi thì label power set, rồi classifier chain. Đây, tạo tạo dữ liệu nhé, tạo dữ liệu. Đó, tạo dữ liệu. Rồi. Tạo dữ liệu thì chúng ta sẽ import cái from sklearn.dataset, import make multi label classification. Đó, ta sẽ dùng dữ liệu, ta tạo dữ liệu ra. XE bằng make multi label. Ta sẽ có một số tham số n samples bằng 100. Ta tạo ra 100 cái điểm dữ liệu. Đó, số lượng feature sẽ bằng 20. Nghĩa là một cái biến x đầu vào sẽ có input là có độ dài là vector là 20. Đó, rồi chúng ta sẽ có là số class bằng 5. Output đầu ra sẽ có 5 lớp. Đó. Rồi, spa bằng false để nó không trả về dense. Rồi n labels bằng 20, return indicator bằng dense để mình trả ra cái đầu ra là dense. Allow unlabel bằng false, không cho phép unlabel. Ok, thế đó mình in ra thử x y. Lỗi, return viết sai. Return. Ok, bạn thấy không? X đây, x là sẽ gồm 100 điểm dữ liệu. Mỗi điểm dữ liệu sẽ có một số các cái feature đầu vào, nó sinh ngẫu nhiên. Và đây là y đầu ra sẽ có các cái nhãn gồm 5 cái class và nó sẽ có các cái mỗi class này thì sẽ có để là 0 và 1. Thì 0 là nó không có cái lớp đó ở trong cái điểm dữ liệu đó. Ví dụ như đây, 5 lớp này là hoa hồng, hoa lan, hoa huệ, vân. Thì cái điểm ảnh đầu tiên là có đủ cả 5, à quên mình sorry nhé. Mình nói hoa hồng, hoa lan là sai. Ví dụ như đây là 5 cái thuộc tính của một của phim ảnh. Đó thì bộ phim đầu tiên nó sẽ có đủ 5 thuộc tính. Bộ phim thứ hai chỉ có 4 thuộc tính. Đó, bộ phim thứ ba và tương tự như vậy. Đó, thì nó sẽ mình trả đây là 2 đây nào. Rồi, nó thưa hơn rồi đấy, đấy. Thì nó sẽ nhỏ hơn. Ví dụ ở đây là chúng ta thấy là bộ phim đầu tiên là có 2 thuộc tính trên 5. Bộ phim thứ hai là có 5 và 4 trên 5 thuộc tính, được chưa? Đó thì bạn tưởng tượng như vậy, còn đây là các cái đầu vào. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác hoàn toàn trên XY này, bạn coi như X đi là input đầu vào của một cái vector, input đầu vào của bộ phim. Ví dụ như là các thông số đo lường thì nó liên quan bộ phim đó. Thế còn output là các cái thuộc tính mà bộ phim đó có thể là có được, được chưa? Rồi bây giờ ta dùng cái XY nhá. XY có rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia dữ liệu ra thành train và test, thì chúng ta lại dùng một cái hàm quen thuộc sklearn.modelSelection import train test split. Đó, rồi ta x train x test y train y test bằng train test split x y. Đó, chúng ta lại chia bằng cái số random state thần thánh 42 và chúng ta test sai bằng 0,2. Rồi. Đoạn này tranh thủ nhớ lại mấy tham số này. Hôm trước các bạn mình hỏi mình là tại sao lại dùng cái số random state 42 và test sai bằng 0,2. Đó, thì mình sẽ nhanh tranh thủ mình giải thích luôn. Cái số test sai nhớ đi. Test sai bằng 0,2 có nghĩa là trong ví dụ 100 điểm dữ liệu của mình thì sẽ dùng 20% làm test và 80% làm train. Ví dụ cụ thể là 100 điểm thì sẽ là 80 điểm dùng làm train và 20 điểm làm test, được chưa? Rồi. Cái thứ hai là cái random state. Random state thì là một cái số mà chúng ta đưa ra để cho lần 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 nào chúng ta chia dữ liệu nó cũng
như nhau. Ví dụ 100 điểm chúng ta, ví dụ nhé, 100 điểm vào chúng ta cố định. Đó, thế thì nếu chúng ta dùng trên test split ở trên cái 100 điểm đó mà chúng ta không có cái random step cố định thì nó sẽ ngẫu nhiên lúc nó chia này, lúc nó chia thế kia. Nhưng nếu chúng ta có một số random step ở 42 thì nó sẽ chia luôn cố định giống nhau. Dù chúng ta chạy 100 lần thì nó cũng giống nhau. Đó, nhưng mà đầu vào 100 điểm đầu tiên phải cố định nhé. Ở thế thì sao lại chọn 42? Đó là một số thần thánh. Bạn chọn bất kỳ số nào bạn muốn cũng được nha. Ok rồi. Chúng ta đã chia xong dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ thử thuật toán đầu tiên. Thử thuật toán đầu tiên là binary relevance from sk multilearn problem transform, đúng không? Rằng thuộc cái lớp problem transform. Thuộc cái lớp bài toán là problem transform. Chúng ta import cái binary relevance. Rồi, ok. Scalar, chúng ta sẽ import cái naive Bayes import Gaussian. Rồi. Thì tí nữa mình giải thích cái này là cái gì. Bây giờ mình sẽ khởi tạo này. Khởi tạo. Đó, rồi thì sẽ là BR SQLF Binary Relevant Classification sẽ bằng Binary Classification Relevant và đây là Gauss NB. Đó, thì là vì sao? Cái bạn nói nhớ lại nhé. Nếu mình nói là phần này nó chia một bài toán này ra, bài toán multi-class này ra thành nhiều bài toán nhỏ hơn, bài toán classification nhỏ hơn. Thì ở đây mình chỉ ra là với mỗi cái bài toán nhỏ hơn này mình dùng thuật toán gì để binary classification. Thì ở đây mình dùng cái gì nhỉ? Gaussian naive Bayes. Được chưa? Đó chính là nguyên nhân từ đó. Chúng ta sẽ train BR CLF fit x train y train. Được chưa? Đó, sau đó dự đoán y pret bằng brclf chấm predict x test. Được chưa? Ok, nào run. Lỗi rồi. Viết sai gì ta? Gaussian rồi. Train not define. À, chưa chạy ô này, chưa chia. Rồi chạy nào. Ok, xong rồi đấy. Ok, như vậy mình đã dự đoán xong. Bây giờ mình sẽ thử in cái kết quả dự đoán ra. Đó. Thì mình sẽ import một cái thư viện. Import thư viện đâu rồi? Đây. Scalar .matrix import cái accuracy score. Đó, mình in thử ra. À, cái này là mình in cái accuracy rất bình thường. Accuracy mà extract match ratio đấy. Thì accuracy score gồm có y pret to dense y test run. Đó. Như vậy là được 0,0. Mình kiểm tra xem sao nó lại kém, model lại kém như vậy. Ok, ở đây mình đang thử bốn cái test, bốn cái điểm dữ liệu thôi nhá. Các bạn thấy này. Đúng là không đúng là một cái nào, đúng không? Đây mình đang nói đến vấn đề về extract material là về giống tuyệt đối, thì rõ ràng là đây là cái predict, đây là cái test và nó không hề giống nhau. Chưa? Vậy thì để nhưng tuy nhiên thì model cũng nhận định được một số cái đúng. Ví dụ như ở trên cái điểm ảnh dữ liệu đầu tiên, đây là nhãn thực này.
Đây là nhãn dự đoán này. Đó. Thì bạn thấy không? Chỉ sai đúng một cái điểm này thôi. À sai được hai điểm cuối, hai điểm cuối. À, hai class cuối là sai. Còn ba class đầu là đúng. Vậy mà chúng ta đánh mô đồ là không thì nó hơi thiệt thòi cho mô đồ. Đúng không? Vậy mình sẽ xây dựng một cái hàm. Một cái hàm nhá, một cái hàm để chúng ta triển khai cái Hamming score này, được chưa? Thì để tiết kiệm thời gian thì mình đã viết sẵn một cái hàm rồi. Hamming score, hàm này mình thu search trên Stack Overflow. Đó, Hamming score nó chưa có hàm cụ thể nhưng mình search trên Stack Overflow và mình có để luôn link đi rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử in cái hàm này ra. Xem đánh giá mô đồ được như nào. Repress students rồi, test thiếu ngoặc hả? Ok, đó, như vậy là mặc dù là đánh giá theo kiểu extract math thì chúng ta được không accuracy bằng không, nhưng đánh giá Hamming score là 0,58. Đó, vì mô đồ chúng ta dự đoán khá là ổn, nó chỉ sai một vài class thôi. Đó. Thì chúng ta có thể dùng cái hàm Hamming score này để chúng ta đánh giá metric cái mô đồ của chúng ta nhé. Ok, rồi thì đó là chúng ta vừa làm với phương pháp gì? Binary relevant. Đó, bây giờ tương tự chúng ta sẽ làm với một cái phương pháp thứ hai. Đó là classifier train. Thì mình chỉ cần đổi một chút thôi. Là mình sẽ copy đến đây nhé. Classifier trains. Rồi, và mình đổi ở đây. Classifier chain CC 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 là mình cũng run. Rồi. Rồi mình đã có impress, mình lại tiếp tục ra năm này. Ok, một lần nữa chúng ta lại được không với Garosi và 0,52 với Hamming score. Đây là những gì mà rồi chúng ta dự đoán. Đó. Ở đây thì cũng sai khá nhiều. Đó. Thì ở đây mình làm demo thôi nhé, nên là mình không train với nhiều dữ liệu. Ở đây mình chỉ train với bao nhiêu? 20 dữ liệu thôi. Mục đích của chúng ta là để cho cái phần test nó ít để chúng ta dễ dàng nhìn thấy cái đúng và cái sai, cái khác nhau giữa accuracy score và Hamming score. Còn nếu như bây giờ mình cho tăng số lượng điểm ảnh lên thì kết quả sẽ tốt hơn, nhưng chúng ta sẽ khó nhìn phần này, được chưa? Đó thì với tương tự với classifier trên mình cũng tương tự, mình new sau đó mình tạo ra một cái khởi tạo một cái biến với truyền vào đây một cái thuật toán để làm công tác classifier cho những bài toán nhỏ hơn và chúng ta cũng trên. Đó, và tương tự chúng ta lại có một cái cuối cùng là label power set. Thì khi chúng ta làm thực tế chúng ta sẽ phải thử thử tất cả những toán này nhá, xem cái nào nó chạy hiệu quả với dữ liệu của chúng ta thì chúng ta dùng cái đấy. Đó, chứ còn không có một cái nào quy tắc nào nó sẽ chạy được đúng với cái này đúng với cái kia cả. Đó. Ta run nào. Ok, một lần nữa ta in ra kết quả. Run nào. Đó, còn cái label power set này còn có được phải 0,35 cơ, còn yếu hơn là cái hai cái trên. Đó. Và lần nữa ta in thử này. Đó, sai khá là nhiều. Ok. Đó, thì đó là chúng ta đã thử ba thuật toán ở trong cái mảng gọi là problem transformation. Bây giờ mình thử nốt một thuật toán ở phần adapted algorithm nhá. Đó là cái ML KNN. À, thì chúng ta cũng đây from SK multi learn chấm adapt đó, import ML KNN. Rồi, ta sẽ là multi-label KNN. Thì chúng ta sẽ làm là K ML KNN KL bằng khởi tạo. Ví dụ mình cho K bằng 20. Rồi, sau đó chúng ta khởi tạo này.
khởi tạo đúng không? Rồi chúng ta cũng fit với dữ liệu đúng không? Fit mlcannon clf.fit xtrain xtrain. Rồi sau đó chúng ta cũng dự đoán dự đoán y pred bằng mlcannon clf.predict xtest được chưa, và chúng ta cũng chạy thử nào lỗi đã. Oh lỗi rồi. Số số sample ít quá. Thế mình để 5 thôi nhá. Số sample có 16 mà trong khi số label bằng 20. Ok. Rồi. Label as file. Ok, đổi đi đổi. Ủa sao vừa bảo non-label mà. A feature warning. Ok ok. Rồi không sao, kệ nó. Mình cứ để k bằng 5 đi. Như vậy mình đã xong một cái model. Bây giờ mình cũng thử cái này. Xem score bao nhiêu. Wow, còn thấp hơn cả cái kia. 0,27. Ok. Rồi, như vậy mình đã thử hết các thuật toán liên quan đến Canon. Liên quan đến sorry. Liên quan đến traditional ML algorithm ở bên tay trái này. Đây. Ok. Bây giờ mình thử làm một bài neural network đơn giản. Đấy. Để mình cho các bạn thấy mình thay cái hàm softmax và hàm sigmoid như thế nào. Được chưa? Thì ok, để làm đó thì đây mình sẽ có một cái đoạn mình cũng viết luôn các bạn luôn. Rồi. Mình sẽ import TensorFlow. Import một số thứ. Mình sẽ import luôn đây nhá. Cho nó đỡ phải mất công ta viết một số cái import để sẽ chạy cái bài toán liên quan đến mạng neuron, các cái lớp rồi các cái lớp dense, sequence vân vân. Mình sẽ ghi là rồi mình sẽ tạo mô đồ đi, mô đồ sequential, mô đồ chấm at một lớp đen đầu tiên, lớp đen đầu tiên này 32 đi, input dim thì chính bằng cái gì, bằng x chấm save không. Đó, độ dài của x rồi activation relu xong, thêm một lớp đen nữa add dense, và output của lớp đen là gì, chính là số class đúng không, số class mà chúng ta output thì chính là xi chấm save không, được chưa, xây không à, xây một chứ, xây không là số lượng xây một, xây một thì mới là kích thước đây bạn nhìn này, x như này mình cho các bạn xem x chấm save y chấm save đó 20 điểm và mỗi điểm có 20 feature, 20 điểm mỗi điểm có 5 class output đó, phải lấy số 1 rồi dense mode rồi activation derivation sigmoid. Được chưa? Đó. Rồi, model.compile loss bằng binary cross entropy. Mặc dù có nhiều class, nhiều lớp output nhưng không dùng categorical cross entropy nhé. Vì mình phải cải đổi loss cái binary cross entropy vì đây là bài toán multi-label. Optimizer, optimizer bằng Adam quen thuộc, metric bằng mình sẽ dùng hai metric luôn, một cái là accuracy, một cái là binary accuracy, accuracy. Rồi thì cái binary accuracy này nó tương tự
như là chúng ta với cái mà chúng ta dùng cái Hamming Law Score, nó sẽ tính cho model, kể cả nó không tính theo kiểu là phải đúng toàn phần, mà những cái class nào mà model dự án đúng thì nó vẫn tính cho model đó. Chút nữa mình chạy bạn thấy nó sẽ khác hiển rõ luôn. Rồi thế nào, run đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ train này, model chấm fit x train y train validation validation data bằng test y test được chưa, epoch bằng 10, run. Bạn thấy không? Do dữ liệu chúng ta ít nên bạn thấy là cái van accuracy luôn bằng không, lúc nào bằng không vì nó không thể nào đúng được một cái nào cả. Thế nhưng mà cái binary nó đúng đến 0,65 rồi. Bây giờ thì chúng ta tăng dữ liệu lên nhé, tăng dữ liệu một chút, cho nó 100 đi, run. Sau đó chúng ta cũng chia dữ liệu, run. Rồi bây giờ xuống dưới trên tiếp model của chúng ta, run. Đó, bạn thấy không? Đó. Ồ, sao vẫn có ít vậy? Htrain.save 80. Ok. Best bằng 16. Hẳn thế nào. Rồi, bạn thấy không? Đó thì trong cái dữ liệu chúng ta nhiều ấy thì cái van accuracy cũng tăng lên một chút, có nghĩa là nó sẽ có những cái sẽ dự đoán đúng toàn phần thì được tính điểm vào van accuracy. Thế nhưng mà cái van binary accuracy của chúng ta thì nó vẫn tăng cao hơn 0,57, gần 0,6. Đó, vì chúng ta tính điểm cho những cái dữ liệu, điểm dữ liệu, cái class dữ liệu mà model dự đoán đúng. Đó, thì đó là khác nhau giữa cái extract max ratio và cái Hamming score. Rồi thì chúng ta thấy là như vậy chúng ta làm được một cái bài toán xử lý cái bài toán multi class, multi label classification thì bằng rất nhiều các cái phương pháp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử làm bài toán thực tế, là chúng ta sẽ làm bài toán về computer vision đi, cho nó sẽ trực quan hơn, được chưa? Rồi thế là mình trực quan hơn nhá, mình xóa bớt đi cho nó đỡ vướng. Ok rồi, bây giờ mình sẽ làm một bài toán new đi, new bài thành mới, MLC computer vision demo. Rồi thì bài toán chúng ta là làm gì? Bài toán chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ có rất nhiều các cái ảnh này. Đó, ta sẽ mình dùng cái dữ liệu là MIML dataset nhé. Đây, thì đây có rất nhiều các ảnh này, đúng không? Thì ví dụ như một cái ảnh đầu vào sẽ có rất nhiều class đầu ra. Ví dụ này, ví dụ một cái ảnh đi, ảnh số 1 đi, ảnh số số 7 đi. Số 7 sẽ có hai class. Đó là vừa là desert vừa là mountain, đâu ảnh số 7 đâu. Đúng, vừa có desert vừa có desert vừa có mountain, đúng không? Ảnh số 7 đó. Ảnh số 10, ảnh số đi 21 đi, 21 sẽ vừa có desert vừa có tree. 21 đúng thật, vừa sẽ vừa có tree đó. Thì bây giờ mình sẽ làm bài toán là mình train model là cứ đưa vào cái ảnh thì mình sẽ trả ra các cái class mà tương ứng với nó. Ví dụ như ảnh này sẽ có cả desert và tree, đúng không? Vừa có sa mạc vừa có cây, ảnh thì có vừa sa mạc vừa núi, được chưa? Ok, thì mình đã có cái thư mục này, mình lưu trữ ở trong cái thư mục MIML dataset. Có một thư mục image chứa các ảnh, có một cái file nhãn 01, file 02 mình không dùng, mình xóa luôn cho dễ nhé. Đó, mình dùng 01 thôi. Nó sẽ view là gì? Tên file ảnh và các class tương ứng của nó. Đây, các cái nào mà có thì nó là một, mà không có thì nó là không. Bây giờ mình sẽ train bài toán train và nhận diện các ảnh này. Chưa? Ok. Thì bắt đầu nhá.
Thì bài này mình sẽ dùng cái mạng VG16 nên mình sẽ import một số cái class ở đây. Thì mình cũng sẽ paste cho nhanh. Đó, nó sẽ dùng sau này mình thiếu. Thật ra mình nên là dùng ở dưới thiếu cái gì thì mình lên quay lên mình import. Thế nhưng mà để nó nhanh thì mình paste luôn vào đây. Để sau mình dùng mình không phải quay lên nữa, tiết kiệm thời gian các bạn. Được chưa? Thì đầu tiên mình sẽ khai báo cái biến là ảnh đầu vào đi. 244 image head. Ảnh đầu vào chúng ta sẽ resize về kích thước 224 224 là kích thước chuẩn của VG16. Thì bài này mình dùng VG16 mà. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ làm một cái hàm là get cái hàm lấy model. Thì hàm này mình cũng viết ở rất nhiều bài toán, ví dụ bài toán nhận diện tiền Việt Nam rồi. Nên mình dùng luôn ở đây để cho nó nhanh. Và tóm lại mình sẽ dùng cái hàm mình cái hàm dùng cái mạng VG16. Mình dùng cái weight là train từ IMS. Đó, mình bỏ đi phần đầu. Và mình gắn cái phần đầu của mình vào để mục đích chính là mình phục vụ công tác là dự đoán ra số lớp của chúng ta là có 5 lớp, đúng không? Có 5 lớp, mình vừa mới show các bạn đấy, đây có 5 lớp này. 1 2 4 5, được chưa? Một điểm thứ hai bạn chú ý là mình đóng băng các lớp trong cái mạng VG16, mình chỉ trên các lớp thêm vào thôi. Tiếp đến mình đã đổi hàm softmax thành hàm sigmoid. Mình đổi load thành binary correct entropy. Đó, và metric của mình sẽ chỉ metric cái binary accuracy thôi. Được chưa? Rồi, run. Rồi mình đã có model. Có model xong thì bây giờ mình sẽ đọc dữ liệu của mình nhé. Đọc dữ liệu thì như các bạn để ý mình để dữ liệu ở trong file MIML dataset và cái file số 1 này. Ok, thì mình sẽ đọc một cái lỗi gì à? Ok rồi. À, vừa nãy mình server của mình nó bị hết cái bộ nhớ. À, bây giờ chạy ổn rồi. Thì mình sẽ get model này. Get model xong thì mình làm gì? Đọc dữ liệu, đúng không? Thì sẽ có cái CSV file, mình sẽ để vào đường dẫn là bằng MIML dataset. Đó, gạch chéo tên file là MIML label 01 label 1.csv, đúng không? Rồi, label s1.csv. Đó. Ảnh thì sẽ lưu là lưu ở đâu? Lưu ở trong cái mình bỏ đi nhé. Dataset image chưa? Bây giờ mình sẽ đọc thử cái file CSV và mình hiển thị cho các bạn xem. Train bằng pd.read CSV CSV file train.head L. Không tìm thấy file mở CD label viết sai chính tả hay sao nữa. Rồi, ok. Đó, thì mình đã đọc được cái file CSV rồi, gồm có ảnh, tên phê ảnh và các cái class là sau. Ok. Và bây giờ thì mình tiến hành sẽ xây dựng hai cái lớp data loader để mình load lần lượt ảnh và mình trên lần lượt đó. Thì ở phần data loader này mình đã có một bài viết rất rõ rõ về cái data loader rồi nhá, nên mình sẽ không nói chi tiết ở đây. Thì bạn nào mà tự cần tìm thì lên trên mạng gõ Mì AI cách ra data loader đây thế này này, enter lập tức sẽ ra ngay một bài mình nói về data loader. Thì bài này bạn chú ý một đoạn là mình đây mình load mỗi get item mình đọc cái ảnh đó ra, sau đó mình chuyển nó về cái size là y hết như mình define ở trên, sau đó mình chia 25 để normalize nó và sau đó mình trả lại dữ liệu cho cái model cần. Nhưng mình không nói lại ở đây nữa, mình đã có bài nói rõ về data loader này rồi. Ok rồi, sau khi có data loader thì mình sẽ xây dựng cái x gì là gì, x thì chính là gì,
X thì chính là cái train mà bỏ đi các cái cột, là cột gì? Cột file name. À quên, y y là bỏ đi file name. Đó, y là cái gì? Y là các cái class này, đầu ra này, đúng không? Đó, drop đi cái file name. Drop này, columns bằng file name. SC thì phải. Nên SC đúng không? Ok. Đó, và mình chuyển thành array. Rồi, chạy có đúng không nào? Chuẩn. Đó, XC thì sao? XC thì mình cứ lấy cả cái trên cũng được. Tí nữa mình chỉ dùng cái mình lấy trên này thôi. Cả trên cũng được. Sở tí mình lấy mình dùng mỗi cái file name thôi mà, mình không dùng hết. Giờ ok rồi, sẽ có x y rồi thì bây giờ mình làm gì? Mình chia x trên y trên x tại y test như là mình vừa làm ở trên, đúng không? Rồi, mình copy nhanh nhé. Đó, cũng chia x trên y test. Đó, thì lúc này là bạn để ý nhé, x là chỉ có cái tên của cái file ảnh thôi, mình chưa hề load. Lúc nào mình gọi hàm meta-loader nó mới load. Còn y là các cái class 10 10 10 10 không một không một không một không đó, được chưa? XY xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng cái dataset và data loader. Đó, thì mình nhắc lại phần dataset lúc đầu này, bạn nào mà chưa hiểu thì bạn xem lại cái clip trên mạng của mình đã làm rồi nhá. Bạn cứ gõ là MIUI data loader đã ra ngay. Đây mình tạo hai dataset này, train dataset và test dataset, từ x train y train x test. Mình tạo hai loader và 64 ở đây là số best size của mình, được chưa? Run. Ok. Bây giờ nhiệm vụ mình là gì? Có data loader rồi, chỉ cần đưa vào model và train. Và train xong thì mình save vào file H5. Đó, để chúng ta có cái model chúng ta load xong, mình train 10 epoch. Run thử. Rồi. Ok, đang run rồi. Binary accuracy khá là ổn. Bạn chú ý là mình dùng binary accuracy nhé, mình không dùng cái accuracy thông thường đâu. Chính là Hamming score đấy. Rồi, sau khi mà nó đang trên rồi, đó, thì mình tranh thủ mình viết cái hàm mà mình sẽ load thử một vài cái ảnh, xong mình cho model dự đoán xem có đúng không. Được chưa? Ví dụ bây giờ mình load một cái ảnh đi, image bằng image load img. Rồi. Ví dụ mình lấy một cái ảnh đi, ảnh số không, số mình xem nào, ảnh số số 10 đi, số 10 nhé, ảnh số 10. Rồi, MIML dataset gạch chéo image 10.jpg. Đó, mình cũng ở trên nó về gì? Trên nó về cái size. Đây. Đúng của model cần thiết, được chưa? Sau đó mình cũng thực hiện là convert thành array. To array img cũng normalize. À, cái này bạn nào mà chuẩn nhất đấy là viết thành một cái hàm một cái hàm để cho mình đỡ phải mất công mình viết đi nhớ lại nhiều lần, chuyển thành tensor này, NumPy expandim img axis bằng 0, chuyển thành tensor. Đó, được chưa? Ok, nó trên xong rồi à. Ok, trên xong rồi. Đó, thì binary proxy van đến 0.92. Ổn. Chạy thử nhé. Run. Ok, đã chuyển ra sờ. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhét vào trong model để predict. Y pred sẽ bằng model.predict. Predict cái gì? Predict cái tensor kia. Và in cái y pred ra. Ok, bạn nhìn thấy không? Có tất cả 5 class thì đều có 5 giá trị. Và giờ chúng ta chỉ cần
in ra ba giá trị có cái ba giá trị có cái gì nhỉ, cái gọi là gì, cái probability cao nhất đúng không? Là sao chúng ta biết được ngay ba giá trị probability cao nhất, biết ngay là cái này dự đoán là gì. Bây giờ ta lấy cái tên lớp đi nhá, classes sẽ bằng train chấm numpy chuyển ra đây đã, train chấm column lấy từ cột số 2 trở đi, số 1 trở đi, không là cột file mà. Rồi sau đó chúng ta sẽ ghi là top 3 các class thì sẽ bằng sắp xếp cái ipress và sẽ lấy ra ba cái top và revert lại. Rồi đó, in ra top 3 thế nào, thử ra cái gì nào, 3 2 4 1 0 3 2 4 1 0 ipress 0 và rồi 0 1 4 0 lớn nhất, 1 thứ nhì và đến số 4 là thứ ba. Rồi bây giờ mình chỉ cần in ra ba cái này là gì nhé. Rồi in ra run press ipress run. Rồi còn thấy không, đây là sa mạc ảnh số 10 của chúng ta, ảnh số 10 của chúng ta là ảnh số 10 đúng không nhỉ, ảnh số 10 là sa mạc và núi. Ủa sao có thấy núi đâu. Ok đó, hai lớp lớn nhất của chúng ta là sa mạc và núi. Thử một ảnh khác nhá, ảnh 70, 70 sẽ có cái đầu và cái gần cuối là có desert và sunset. Rồi ok, ảnh 70 run sell run all below. Ok desert sunset, nhưng rất tiếc mô đồ chúng ta lại nhầm thành sea và sunset. Đó, đây là một cái nhận diện sai của mô đồ. Đó, ok không sao, mô đồ phải có sai chứ đúng mãi được. Rồi tiếp một ảnh khác nào, ảnh số 90, ví dụ một cái lạ hơn đi, 151 đi, 151 151 đây một run sell run below. Ok tree và núi và sa mạc đúng chuẩn rồi, cây đây hả, cây đây, núi đây, sa mạc đây. Đó thì đó là chúng ta đã làm thử một bài toán multi label classification ở trên, cái cũng là một bài toán hình ảnh computer vision sử dụng mạng VR16. Ok thì tất cả những bài này mình sẽ upload lên trên GitHub để các bạn tham khảo. GitHub thì mình để ở dưới của phần video. Ok rồi, tổng kết bài hôm nay chúng ta đã biết được multi label classification khác với multi class classification chỗ nào, và chúng ta biết được cách handle bằng thuật toán machine learning cơ truyền thống và mạng neuron. Chúng ta cũng đã biết cách triển khai một cái bài toán computer vision multi label. Nếu bạn thấy clip này hay thì cho mình một like và nhớ subscribe kênh. Subscribe xong bấm cái chuông bên cạnh để nếu có video mới thì biết ngay nhá. Bây giờ thì bye bye.